Này, uống nước đi. Tha rồi. Em này nhìn chị xanh xao lắm đấy nhá. Thế cái thằng Thành em chị đây đâu ốm chưa? Bây giờ đến lượt em như này, khổ lắm. Không biết làm sao mà cứ ốm triền miên thôi. Em không có thời gian để sang thăm thằng Thành với cả chị được. Mất tiền nó bao nhiêu vào đấy, cứ khỏi đâu. Vẫn đau cả tháng nay cái kiểu. Chị đang nghĩ là cái hạn nó nặng quá. Đến tán ra bại sản với nó mất thôi. À, ôi uống gì con lấy cho. Trà đá. Vâng. Trời ơi. Có ngày trà đá. Nè, chả có gì ngoài trà. Mời mời uống nhá. Đấy. Khổ lắm. Hết em chị rồi lại đến em. Cái thằng Danh con nhà em bây giờ nó cứ ốm triền miên ngày tháng như vậy. Mà uống hết thuốc này đến thuốc khác, toa này đến toa khác mà mãi nó cũng khỏi. Có khi em phải đưa đi bệnh viện đấy. Cứ xin cô tiện cho cháu cùng cái gì. Cái hạn ấy của hai đứa em mình nặng quá, phải gọi thầy về cúng kiếng thử tế thì mới khỏi được. Tấu lại cô, 4.0 thì còn tin mấy cái mê tín dị đoàn đấy. Đấy, cô không tin đấy. Xem em của cô mới đỡ hơn không. Bạn nói của một ông thầy cao tay không tìm luôn, chữa phát là khỏi. Nhưng mà đi mãi tận cuối tháng mới chịu về. Chị đang suy nghĩ nào, tìm một thầy khác cao tay để chữa cho nhanh. Nói đi cũng phải nói lại, em không bao giờ tin mấy cái đấy. Bây giờ có bệnh thì phải đến bệnh viện người ta chữa, phác đồ điều trị đàng hoàng. Chứ cứ đi mời thầy cúng về cúng, chả thấy cúng có hết bệnh hay không. Một tí tiền mất tật mang còn rước một đống âm binh ba quỷ về nhà nó quấy rầy trộm hết thôi. Úi trời ơi. Đấy, tôi nói cô không tin đi nhá. Mấy lúc đó tôi rước thầy về chữa khỏi, nó cười mặt cô. Cứ ở đấy mà biện, có đống tiền, có ra đâu, có đâu đâu. Nhưng mà em không đi. Ôi thầy Xuân, rồi ôi tìm thầy mãi đấy. Trời ơi, thế tự nhiên tìm thầy có việc gì? Dạ, chả là con tìm thầy là để con gửi lời cảm ơn đến thầy. Hôm trước mẹ con ấy thì bị bệnh, chữa tứ phương cũng không xong. Nhờ thầy cúng cũng không xong nhưng mà gặp thầy mát tay chữa cúng cho con một phát thôi là nhà con xong luôn. Thầy ạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm thầy ạ. Anh ơi, đây là thầy cúng ạ. Ừ, thầy cúng mát tay lắm. Thế ạ, sao ạ? Con cứ cầu kỳ thế chứ giúp được con ấy là bổn phận của thầy. Thế mà lại làm sao mà biết được thầy ở cái khu này mà tìm đến. Ui dồi ôi, cái danh tiếng của thầy ở đây thì ai chả biết. Con hỏi một cái thôi là người ta chỉ con ra tận đây luôn đấy thầy ạ. Anh ơi, thế nên là thầy cúng cho mình chữa được bách bệnh, bệnh nào cũng chữa được đấy ạ. Ừ, đúng rồi, đây nhá, tôi kể cho ngay câu chuyện thực tế nhà tôi luôn. Mẹ tôi già bệnh nặng lắm, dạ. Đi chữa đủ mọi bệnh viện, uống đủ mọi thuốc không có khỏi đâu. Mà cúng nhiều thầy lắm rồi. May gặp được thầy trợ duyên cho mát tay cúng một lần là khỏi luôn đấy. Ừ. Dạ dạ, thầy ơi, bẩm thầy, chẳng hạn nhà con ý, có đứa em còn non dại, nó bị bệnh. Con tốn nhiều tiền cho nó đi bệnh viện khắp mọi nơi rồi mà nó vẫn không khỏi. Hôm nay gặp thầy ở đây, thầy xem một cách chào giúp con được không ạ? Nói thật là thời gian vừa rồi là thầy cũng đi cúng nhiều quá. Dạ. Mệt nên là cũng chưa biết là có nên dám nhận lời hay không. Con hiểu. Thầy phải đi gieo phước lành khắp mọi nơi, thế là thầy cũng mệt ý. Nhưng mà thầy ơi, hôm nay gặp thầy ở đây cũng là cái duyên của con với thầy. Thầy xem thế nào, xí cho con một chút, chữa trị giúp đứa em của con ở nhà, không thì nó chết mất thầy ạ. Thầy ơi, con là con thấy là em cô này có vẻ là bệnh nặng đấy, dạ. Mà thấy con nghe kể là có vẻ là chữa nhiều nơi cũng không xong đấy thầy ạ. Dạ, thì rồi. Thôi coi như là hôm nay gặp nhau ở đây được thì nó là cái duyên thầy ạ. Thì thầy xem thầy trợ duyên cho cô ấy. Dạ, thầy nhá. Thầy tôi thì vì cậu Lâm, tôi nể lời cậu Lâm này, dạ. Rồi là cũng coi như là tôi với con ấy là có duyên với nhau. Dạ vâng. Thì thôi đây. Đây địa chỉ này đây. Số điện thoại ghi rõ ràng trong đấy thì có gì thì cứ gửi tin nhắn vào đấy cho thầy cái địa chỉ nhá. Dạ vâng, con biết rồi. Chiều thầy qua nhà thầy xem. Dạ vâng. Nhưng mà nói thật là thầy xem đã chứ thầy chưa dám nhận lời đâu. Thầy ghé qua nhà con thôi là con mừng lắm rồi ấy thầy ạ. May nhá, hôm nay gặp thầy đây là cái duyên đấy. Dạ. Thế chiều thầy ghé nhà con thầy nhá. Ừ. Đấy thì thôi được rồi, thì có gì chiều nhắn tin cho thầy địa chỉ nhá rồi thầy vâng, qua. Nhất định. Vâng ạ, xin phép thầy ạ. Thôi thầy ơi, thế bây giờ nhá, con chở thầy đi ăn. Xong rồi thầy thích cái gì con mua tặng thầy nhá. Ừ,
nhớ nha. Ừ, con nhớ mà, đi đi thầy ơi. Ai cho thầy gửi tiền nữa? 5.000 ạ. Ơ không không không, thầy ơi, cái này để con ạ. Con nhờ con cảm tạ thầy, chiều thầy ghé thăm con thầy nhá. Rồi, thế thì thầy đi nhá. Dạ dạ. Thôi, con tiễn thầy. Đi trước nhá. Dạ. Đi thầy ơi. Con chào thầy ạ. Mày thấy chưa? Mày thấy không? Em thấy. Ồ, thấy lần đầu tiên con thầy bói có cả cạc visit. Trời ơi, thầy bói bây giờ 4.0 rồi mới lại liên hệ cho nó dễ. Tài nhỉ, có bói online không hay là có gọi hồn online hay là có cúng online nữa không? Hả? Chứ không tin mấy cái này đâu, dẹp đi. Mày cứ dùng cái giọng ấy nói chuyện với tao đi. Nói chung là em không tin đâu. Mày không tin đấy việc của mày. Gửi tiền 10.000. Gớp. Thầy cúng một xô bao nhiêu tiền, mời thì cốc trà đá. Tiên Phong. Dạ, con mời thầy vào đây ạ. Thầy ơi, em của con đây ạ. Thằng này bệnh nặng lắm. Dạ Phong ạ. Thế từ đầu năm đến giờ đã cúng sao giải hạn chưa? Chả giấu gì thầy, con cũng cúng một lần rồi. Nhưng mà cúng xong ấy, chỉ được thời gian đầu thôi. Thì sau bị lại nó nặng hơn ạ. Thì đấy là do chưa gặp thầy gặp thuốc đấy thôi. Dạ. Chứ... Úi dồi ôi, thầy đi vào lòng vòng á, thầy thấy là âm khí nặng, nặng lắm á. Úi âm khí nặng lắm á thầy. Tôi chết rồi thầy ơi, bây giờ thầy làm cách nào cứu con với? Cứu em con với, chết mất thầy ơi. Giải hạn ấy, dạ, thì là cũng phải đúng ngày được giờ. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Ngày hôm nay là giải hạn rất là đẹp, rất là tốt đấy. Thế có làm giải hạn cho em luôn không? Con làm luôn chứ thầy, con làm luôn chứ. Con hỏi thì không phải chứ bây giờ con phải chuẩn bị lễ lạc thế nào thầy nhỉ? Chuẩn bị thì phải chuẩn bị nhiều lắm. Dạ. Rồi lại mất thời gian nữa. Thế thì chết con rồi, làm sao mà con chuẩn bị kịp đấy? Chỉ cần một thứ thôi, một thứ là sẽ có tất cả mọi thứ. Ôi thế ạ, thứ gì ạ thầy? Tiền. Tiền? Ôi trời ơi, quá dễ, có thể ổn cho kia. Mua một sấp tiền giấy về đốt cho các cụ là sao ạ? Có khi ạ? Hay, tiền âm thì làm sao mà giải quyết được? Chẳng sao thì âm vậy, bây giờ muốn mua đồ cúng ấy thì phải dùng tiền dương. Thế tiền âm làm sao mà mua được? Các cụ tay chân cũng tiêu tiền dương ạ. Thế bây giờ con đi mua bằng tiền âm thì ai người ta bán cho con? Đúng thầy, nó chỉ phải thì nó chỉ phải. Con lấy tiền dương là xong thầy nhỉ? Đúng. Thế bây giờ thầy ở đây, con xin phép chạy ra ngoài chuẩn bị lễ lạc thầy nhá. Thôi không phải lo. Bây giờ ấy, việc của nhà cô ấy là lo tiền đi. Thế còn là mọi thứ ấy, để tôi lo. Tôi gọi điện một phát là vài phút sau là có đồ mang đến đây luôn. Thế con đội thầy lắm ạ. Thế bây giờ con xin phép ra ngoài chuẩn bị một ít tiền dương. Thầy ở đây xem thế nào, chuẩn bị lễ lạc giải hạn cho thằng em con giúp con thì nhá. Thôi được rồi, đi lo tiền đi. Mọi việc cứ để đây tôi tự xử lý. Còn bao nhiêu tiền mặt đem hết rồi đây cho thầy. Dạ thầy ơi, thầy cần dùng tiền mặt làm gì ạ? Dùng tiền mặt để cúng giải hạn cho em này. Rồi là tiện thể thì thầy xin tài xin lộc cho để mà làm ăn, cầu sức khỏe nữa. Rồi làm xong thì thầy giả lại tiền chứ thầy có lấy đâu mà lo. Dạ bẩm thầy, con không có ý đấy ạ. Thế không muốn cho em khỏi bệnh không? Dạ có. Thì lấy hết ra đây nhanh nhé. Thầy ơi, con gửi thầy ạ. Ôi dồi ôi, ôi nhà mày giàu tiền thế này cơ à, toàn đô. Cũng có chút đỉnh đấy thầy ạ. Này, thế này là linh lắm đấy. Ôi thế ạ, con tóm lại thầy. Này, chị tin người đấy. Nhớ đến như mà bà cũng có thể chút đỉnh cho thầy. Này, đã bảo rồi, làm lễ là phải thành tâm, mà phải kín đáo. Tự nhiên lại rước một đống về thế này thì làm sao mà linh được? Đống nào ạ? Thế bây giờ có 1, 2, 3, 4 rồi. Ôi trời, thế nhiều vòng thế ạ? Ôi,
đống này này là cô nói cô ấy. Dạ thầy ơi, thầy bảo quá, em và con đứa con nhỏ ấy, thực ra nó không phải người lạ đâu, nó người trong nhà ấy. Con nhờ nó đến để phụ giúp con. Thế bây giờ có muốn em của cô dạ hỏi bệnh không? Thế thì thành tâm vào, lùi ra đằng kia để thầy con làm lễ, thầy con nhảy. Dạ. Nhiều vòng đánh nhau, nhiều con chết, nhiều con què. Một con què đang nằm đây. Kiếm cho thầy cái gậy. Nhanh kìa, để thầy đánh cho nó văng nó ra. Cái vòng nặng lắm, đang ám ở trong người của em con đây này. Nhanh, lên lấy cái gậy để thầy phất nó ra, trục xuất nó ra khỏi người em nhanh. Nhanh lên. Dạ không được thầy ạ. Sao lại là thế này? Chị à, cô đánh ai bao giờ đâu mà có voi phọt. Thôi được rồi, không nhớ thì không mọi người lại. Thấy chưa thầy nói đúng chưa? Đấy, vòng nó chạy ra khỏi rồi. Chả mấy mà em con nó khỏi bệnh đâu. Đau quá thầy. Đấy, thấy chưa? Lúc nãy đến nó còn không nói được. Đấy, nhìn thấy chưa? Dạ, con thấy rồi ạ. Nhưng mà em con nó hơi đau. Vòng đau, không phải là em con. Dạ. Nó đi rồi, nó vừa bay ra rồi. Nhưng bây giờ là vẫn chưa đi hẳn đâu. Thôi, hai đứa đi ra ngoài đóng cửa lại. Để thầy trục xuất nước cái vòng này đi hẳn cho nó phải quay lại ám nhá. Dạ. Nhanh. Này, mà nhớ ấy, là cấm không được bước chân vào đây trong khi thầy đang làm lễ. Chứ nếu mà xảy ra cái vấn đề gì thì thầy không chịu trách nhiệm, con nhớ chưa? Dạ, con nhớ nhá. Em ơi, cố gắng nhá, vòng đau khỏi. Nhanh, không có là lại phải làm lại từ đầu đấy. Dạ. Nhanh. Thầy làm xong lễ rồi đi nhá. Dạ. Chịu khó mà chăm chút em nó vào. Chỉ vài ngày thôi là em nó khỏi. Dạ. Con đội ơn thầy nhiều lắm ạ. Thầy ơi, bọn con có một chút lễ nọ, gọi là thầy cầm cho bọn con vui lòng ạ. Thôi, lễ là gì, thầy không dám nhận đâu. Dạ, con cảm tạ thầy nhiều lắm thầy ạ. Thế bây giờ thầy đi để còn kịp làm lễ cho người ta. Hai đứa ở nhà ấy, chịu khó mà chăm chút cho em nó, dọn dẹp giúp thầy nhá. Cái đấy thì cứ để con lo. Thôi thầy đi nhá. Dạ, thầy lại nhà. Thầy lại nhà. Thôi thầy không nhận đâu, nhưng mà tay thầy vẫn phải nút vào túi như này này. Thủ thu cái mồm này. Cái gì? Cứ báo mổ thần thánh đi. Vào xem thằng Thánh nó thế nào cơ kìa. Thầy thì chạy trồ hơn ca sĩ. Tỉnh chưa? Này! Trời ơi! Chị Thu! Làm sao mà người nó đóng hổ lên như thế này? Sao bây giờ em gọi mãi nó không tỉnh nè? Thầy vừa mới trục văng ra khỏi người đó. Làm lễ lạc sao nó phải mệt chứ? Trục văng cái gì? Đấy! Thế còn tiền đâu? Thì... tiền của chị đâu? Trời ơi! Còn cái tiền đang phủ cái kia! Làm sao bây giờ? Không mỗi chị và em ở đây làm sao mà mất tiền được? Chị với em thì nói là gì? Là bà ta, cái bà thầy mà chị Sùng Tín đấy. Trời ơi, bà ta dựng lên một đống chuyện như thế để lừa gạt chị mà chị vẫn tin hả? Gọi ngay cấp cứu đưa thằng Thành đi bệnh viện nhanh lên, nó chết từ đây bây giờ. Gọi cấp cứu. Trời ạ, dậy đi em ơi. Anh chị ơi, cho em một
vùng kiệu 103 vòng bên Hà Đông ạ. Vâng, nhanh giúp em với ạ. Em cảm ơn. Chị thấy cái sai của chị cơ chưa? Bây giờ cơ cực thế này đây này. Xin em đến chào môn. Chị biết là chịu lỗi sai rồi. Em mong đưa thằng Thành đi viện lúc chị cũng được chết mất. Anh ơi, dậy đi em ơi. Các bạn ạ, sự cuồng tín quá mức đôi khi khiến cho bản thân chúng ta rước những kẻ lừa đảo vào tận nhà để dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Vậy nên, qua tình huống, các bạn phải thật tỉnh táo, không nên mê tín dị đoan để tránh trường hợp tiếp tay cho những kẻ lừa đảo có thời cơ dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Tôi là Trang Abi, hãy theo dõi tôi, tôi sẽ giúp bạn tránh xa nguy hiểm. I'm the villain.